Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Donald Trump sẽ trừng phạt Tập Cận Bình nếu phát hiện gian trá. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 18 tháng 4 đã cảnh báo Trung Quốc rằng nước này sẽ phải đối mặt với các hậu quả nếu biết rõ trách nhiệm về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông nói, nó có lẽ đã bị chặn đứng ở Trung Quốc trước cả khi nó bắt đầu và nó đã không bị chặn. Và cả thế giới đang phải chịu đựng vì nó. Ông đã phát biểu như vậy trong một cuộc họp của Nhà Trắng. Và đây là lời chỉ trích mới nhất trong khẩu chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, cho thấy căng thẳng gia tăng trong mối quan hệ, giữa lúc các chuyên gia nói rằng cần có một mức độ hợp tác chưa từng có để đối phó với cuộc khủng hoảng về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một lần gặp mặt. Nếu đó là một sai lầm, thì đó chỉ là một sai lầm, nhưng nếu họ biết rõ trách nhiệm thì chắc chắn sẽ có hậu quả. Ông Trump đã nói như vậy. Ông không cho biết chi tiết về các hành động của Hoa Kỳ sẽ diễn ra như thế nào. Và ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn cấp cao đã cáo buộc Trung Quốc thiếu sự minh bạch khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã bùng phát vào cuối năm ngoái ở thành phố Vũ Hán. Tuần trước, ông Trump đã ngưng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và cáo buộc cơ quan này thiên về Trung Quốc. Washington và Bắc Kinh đã nhiều lần công khai chỉ trích lẫn nhau về đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra trên toàn cầu, gây nên cái chết của hàng trăm ngàn người và nhiều triệu người đã bị nhiễm. Ông Trump đã ban đầu ca ngợi Trung Quốc và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cách đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhưng ông Trump và các quan chức cấp cao khác cũng gọi virus corona là virus Trung Quốc và trong những ngày qua đã gia tăng chỉ trích Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng đã từng giận dữ bác bỏ chuyện quan chức Trung Quốc đổ lỗi cho quân đội Mỹ về nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán. Và Trung Quốc cũng tăng cường kiểm soát các nghiên cứu về nguồn gốc của dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh canh gác một khu phố ở Vũ Hán sau khi dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 10 tháng 4 năm 2020. Trên trang mạng của hãng thông tấn CNN vào ngày 16 tháng 4 năm 2020 cho rằng chính quyền Bắc Kinh dường như đang áp dụng một biện pháp kiểm duyệt mới liên quan đến việc đăng các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Theo hãng tin Mỹ này đưa ra, một chỉ thị của chính quyền trung ương và nhiều thông báo trực tuyến đã được hai trường đại học đăng tải, nhưng sau đó đã bị xóa khỏi trang mạng. Chỉ thị của Ban Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Giáo dục ghi rằng, các bài viết khoa học nghiên cứu về nguồn gốc của virus phải được quản lý nghiêm ngặt và chặt chẽ. Cũng theo truyền thông quốc tế CNN, chỉ thị quy định từng lớp để phê duyệt bài viết bắt đầu từ Ủy ban Khoa học ở trường đại học, từ đó mới được gửi đến Ban Khoa học và Công nghệ của Bộ Giáo dục, để rồi sau đó được chuyển tiếp đến một nhóm đặc biệt để phụ trách về Hội đồng Nhà nước để phê duyệt. Chỉ khi nào các trường đại học nhận được ý kiến phản hồi từ nhóm làm việc này thì khi đó các bài viết mới được gửi đến các tạp chí để đăng. Và những bài viết về nghiên cứu khác về dịch viêm phổi Vũ Hán sẽ do các Ủy ban Khoa học của trường đại học đánh giá, dựa trên cơ sở các tiêu chí chẳng hạn như giá trị khoa học và thời điểm đăng thích hợp. Chỉ thị này được ban hành vào ngày thứ Tư, ngày 25 tháng 3, sau cuộc họp của nhóm làm việc thuộc Hội đồng Quốc gia về phòng chống dịch, kiểm soát dịch bệnh. Tài liệu hướng dẫn này được công bố lần đầu tiên trên mạng của trường đại học Phục Đán ở Thượng Hải, một trong số các trường đại học lớn của Trung Quốc. Hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 đã ghi nhận điều đó. Khi được CNN hỏi, một người thuộc Ban Khoa học Công nghệ Bộ Giáo dục xin ẩn danh xác nhận chỉ thị này như sau: không công bố công khai, đó là tài liệu nội bộ. Vài giờ sau, thông tin này cũng được xóa khỏi trang mạng của Đại học Phục Hán. Tình trạng này cũng đã xảy ra tương tự tại Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc ở Vũ Hán. Và hành động tăng cường kiểm soát này dường như là một nỗ lực mới nhất của chính quyền Bắc Kinh nhằm kiểm soát các bài viết về nguồn gốc của virus corona đã làm hơn 150.000 người chết và gần 2 triệu người nhiễm bệnh, và hiện nay con số đã lên hơn 2 triệu người trên toàn cầu kể từ khi dịch bùng phát đầu tiên từ Vũ Hán, Trung Quốc. Đây là hình ảnh nhân viên y tế Vũ Hán khử trùng một rạp chiếu phim trước ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa. Một nhà khoa học của Trung Quốc ẩn danh bày tỏ một số quan ngại của ông với đài truyền hình CNN rằng nỗ lực này của chính quyền Bắc Kinh nhằm kiểm soát và làm như là dịch bệnh không bắt nguồn từ Trung Quốc. Ông lo lắng nói rằng chính quyền sẽ không thật sự dung thứ một nghiên cứu khách quan để điều tra nguồn gốc của dịch bệnh. Đài phát thanh và truyền hình CNN cũng nhắc lại,
vào cuối tháng 12 năm 2019, thành phố Vũ Hán báo động những ca nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên có liên hệ đến một khu chợ hải sản của thành phố. Nhiều nhà khoa học tại Trung Quốc và phương Tây cho rằng chủng virus mới này dường như bắt nguồn từ loài rơi và lây lan và lan truyền qua người thông qua một vật chủ trung gian, giống như là chủng virus SARS của năm 2002 cho đến 2003. Thế nhưng chính quyền của tỉnh Bắc Kinh và truyền thông nhà nước đã nhiều lần khẳng định là chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc thật sự của virus. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, trong tháng 3 còn cho là virus có thể do lính Mỹ đem vào Trung Quốc. Và ông Sun Hong, một nhà nghiên cứu về sức khỏe cộng đồng thế giới thuộc Hội đồng Đối ngoại, đóng trụ sở Washington, Mỹ, nhận định nguồn gốc của virus corona đã trở thành một chủ đề chính trị nhạy cảm đối với Trung Quốc. Ông nói, chẳng có gì là ngạc nhiên cả khi mà chính phủ tìm cách kiểm soát nghiên cứu khoa học sao cho các nghiên cứu này không gây ra những phiền phức cho chính những tuyên bố của Bắc Kinh về nguồn gốc của dịch bệnh, cũng như là cách đối phó của khủng hoảng của chính phủ. Vào tối ngày 15 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chính phủ của ông đang cố gắng xác định xem liệu virus corona có phát ra từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng Bắc Kinh cần tường minh những gì họ biết. Đây là hình ảnh chợ hải sản Vũ Hán, nơi được xem là nơi khởi đầu phát nguồn lây nhiễm, vẫn đang được canh giữ vào ngày lệnh dỡ bỏ phong tỏa được áp dụng vào ngày 8 tháng 4 năm 2020. Nguồn gốc của virus vẫn còn là một điều bí ẩn. Tướng Mark Miles, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ vào hôm 14 tháng 4 năm 2020 cho biết, cơ quan tình báo Hoa Kỳ lưu ý rằng virus corona có khả năng xuất phát từ thiên nhiên, trái ngược với những việc cho rằng virus được tạo ra từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Nhưng điều này cũng không có gì chắc chắn. Vào hôm 15 tháng 4, đài Fox News của Mỹ loan tin rằng virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm của Vũ Hán, không phải là một loại vũ khí sinh học, mà là phần trong nỗ lực của Trung Quốc để chứng tỏ những nỗ lực của họ trong việc xác định và chống virus phải ngang bằng hoặc tốt hơn khả năng của Hoa Kỳ. Nguồn tin này cùng với các nguồn tin khác cho thấy phòng thí nghiệm của Vũ Hán, nơi diễn ra các thí nghiệm về virus học và các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo, ở đó có thể dẫn đến việc ai đó đã bị nhiễm bệnh và đến một khu chợ ướt gần đó nơi virus bắt đầu lây lan. Và trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi về các nguồn tin liên quan đến virus thoát ra từ phòng thí nghiệm của Vũ Hán, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đã được báo cáo này về và ông nói, chúng tôi đang điều tra rất kỹ lưỡng vì tình huống khủng khiếp này, xem điều đó có thể xảy ra hay không. Khi được hỏi liệu ông đã có nêu vấn đề này trong các cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tiếp, tôi không muốn thảo luận về những gì tôi đã nói với ông ấy liên quan đến phòng thí nghiệm. Tôi chỉ không muốn thảo luận điều này, hiện tại nó không phù hợp. Và cũng hôm 15 tháng 4 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lặp lại lời kêu gọi chính phủ Trung Quốc như sau, mở cửa và chia sẻ toàn bộ câu chuyện về đại dịch viêm phổi Vũ Hán khởi phát từ thành phố này, theo đài Fox News chia sẻ. Thông tin cho biết, những gì chúng tôi biết là con virus này có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, ông Pompeo đã nói trên chương trình The Story của đài truyền hình Fox News tại Mỹ. Và ông Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng nói thêm như sau, chúng tôi biết viện virus học Vũ Hán chỉ cách khu chợ ướt có vài dặm. Hiện vẫn còn rất nhiều điều để tìm hiểu. Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc chăm chỉ để làm sáng tỏ điều này. Nguồn tin mà Fox News có được cho rằng 100% Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại dữ liệu và cũng như thay đổi dữ liệu. Các mẫu đã bị phá hủy, các khu vực bị ô nhiễm được rửa sạch, một số báo cáo ban đầu tức liên quan đến virus và các bài báo học thuật đã bị tiêu hủy. Và cơ quan chức năng của Anh cũng đã quyết định hợp tác với Mỹ để điều tra nguồn gốc của sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona chủng mới gây ra. Trong đó, một trong những trọng tâm là phòng thí nghiệm virus Vũ Hán đầy vẻ bí ẩn. Đây là hình ảnh Viện Vi trùng học Vũ Hán nằm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi lưu giữ hơn 1.500 chủng virus chết người, chuyên nghiên cứu những mầm bệnh nguy hiểm nhất, đặc biệt là virus corona có nguồn gốc từ rơi. Theo tờ báo mạng Daily Express của Nga đưa tin, cơ quan chức năng của Anh đã tham gia nhóm điều tra của Mỹ để điều tra kỹ lưỡng vấn đề thực tế Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, đã phổ biến nghi ngờ mối quan hệ giữa phòng thí nghiệm virus ở Vũ Hán và dịch bệnh này. Vì vậy,
phòng thí nghiệm này cũng sẽ trở thành tâm điểm điều tra. Thông tin cho biết Pháp cũng tham gia vào quá trình điều tra này. Và thông tin truyền thông cũng chỉ ra một số quan điểm phổ biến hơn trong giới chức Mỹ cho rằng ngày càng có nhiều nghi ngờ phòng thí nghiệm virus P4 ở Vũ Hán là nguồn gốc của sự bùng phát virus, chứ không phải là khu chợ đồ tươi Hoa Nam ở Vũ Hán, Trung Quốc như được nhà cầm quyền Bắc Kinh tuyên bố trước đó. Và nguồn tin liên quan do Sky News của Anh cũng chỉ ra rằng vấn đề hợp tác giữa tình báo Mỹ và Anh cùng nhiều nước khác để điều tra toàn diện về nguồn gốc của virus. Trong quá trình điều tra sẽ tính đến tất cả các khả năng. Kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đến nay đã kéo dài hơn 4 tháng, nhưng vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào cho thấy virus có nguồn gốc ở chợ buôn bán đồ tươi sống ở Hoa Nam thuộc Vũ Hán, Trung Quốc. Nguồn gốc của loại virus này vẫn là một bí ẩn chưa được giải quyết. Một diễn biến khác, hãng tin Fox News dẫn lời tin họ được cung cấp cho biết virus viêm phổi Vũ Hán có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm virus P4 Vũ Hán. Tuy nhiên, loại virus này vốn dĩ không phải nằm vào mục tiêu chế tạo vũ khí sinh học mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo, chỉ muốn chứng tỏ khả năng hiểu biết về chống loại virus của họ tương đương hoặc tốt hơn của Mỹ mà thôi. Và cuộc tranh luận về nguồn gốc của dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng trở nên nóng bỏng khi một nhà khoa học Pháp được giải Nobel về y học năm 2008, giáo sư Luc Mathieu, cho rằng siêu virus corona chủng mới, tên khoa học là SARS-CoV-2, là do con người chế tạo ra, trong đó có các phần gen của virus HIV và AIDS. Đây là hình ảnh giáo sư Luc Mathieu, người giành giải Nobel y học nhờ tìm ra siêu virus HIV với mẫu nghiên cứu mới về virus cúm Vũ Hán. Giáo sư Luc Mathieu là một nhà trong ba nhà khoa học tìm ra siêu virus HIV lý giải. SARS-CoV-2 phải do một chuyên gia cừ khôi về sinh hóa, phân tử chế tạo ra. Nhà khoa học người Pháp khẳng định phải giỏi lắm mới có thể cấy ghép một đoạn gen của HIV. Giả thiết này được giáo sư Luc Mathieu đưa ra lần đầu tiên trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên trang web chuyên về y học của tờ Book Doctor vào ngày 16 tháng 4 và sau đó là một trong một trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Pháp CNews. Theo giáo sư Luc Mathieu, ông và đồng sự của mình là một nhà toán học đã nghiên cứu các đoạn gen được giải mã của virus SARS-CoV-2 và phát hiện trong đó có một đoạn gen mã hóa thông tin ARN của virus HIV. Do đó, giáo sư này cho rằng virus SARS-CoV-2 không phải có nguồn gốc tự nhiên và cũng không phải xuất phát ban đầu từ chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán như thông tin ban đầu được đưa ra. Và giả thiết được giáo sư Mathieu đưa ra là các nhà khoa học phân tử tại phòng thí nghiệm Vũ Hán đã cấy một đoạn gen của virus HIV vào virus corona với mục đích mà theo ông là có thể đã tạo ra một loại vaccine ngăn ngừa bệnh AIDS và do một sự cố công nghiệp virus này cuối cùng đã bị phát tán ra bên ngoài. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 21 tháng 4 năm 2020 với bản tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trừng phạt Tập Cận Bình nếu phát hiện gian trá. Các bạn hãy chia sẻ đoạn video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.